À, ta đang dở Tống Kim mấy em. Đang dở Tống Kim nghe. Trời đất, ta ngủ đi Ngọc ơi. Khuya rồi còn thức hả? Chào mày Jason Hưng. Jackson Hưng. Hôm nay mẹ đâu không gặp. Tại chưa uống casino nên lai một chút. Là chút thôi, uống casino rồi đi ngủ. Giao hữu Việt Mỹ. Chưa chịu ngủ nữa. Uống casino chút ngủ. Mốt mình đặt cái tựa là gì? Giao lưu Việt Mỹ đi. Đúng không? Giao lưu Việt Mỹ. Giao lưu Việt Mỹ Trung Quốc. Loli chưa ngủ hả em? Ủa Loli ngủ rồi chứ? Loli ngủ rồi. Đi quay suốt không có tham. Ủa dạo này đi quay nhiều lắm hả? Sao đá nhiều sân vậy trọng tài? Ủa đá nhiều sân là sao? Đá có một sân à. Thấy Châu Hoàng à, chơi Châu Hoàng thấy anh cư xá nói chính xác không? Hả? Đại đoàn kết dân tộc Việt Mỹ anh ơi. Ừ vậy cũng được. Đại đoàn kết dân tộc Việt Mỹ nha. Gì? Ủa ông Luli ông thức khuya vậy? Luli thức khuya vậy ông Luli? Em bên Đài Loan nhưng vẫn theo dõi live anh. Ok. Chưa Duy hả? Ủa thấy ông cư xá nói chưa thuyết phục hả? Sao kỳ vậy? Mời khách tiếp đi. Để rủ anh cư xá vô rồi. Rồi đi quay tới 4 giờ sáng, 5 giờ sáng mới về, cực chi. Ủa mày quay gì cực với chắc xanh? Đi quay chung với cô Hồng Vân á D3Q nay bị TQTH áp đảo, Luli ngủ không nổi đâu. Mẹ, ông mạnh như, ông bự như trâu. Áp đảo gì trời. Ủa cô Hồng Vân mày làm phim luôn hả? Ai kêu cô Hồng Vân mày mướn tao diễn nè. Tao vô vai Zimmer mê gái được không? Hả? Ai đoàn phim của mày có đào không chắc xin. Nhắn tin đi anh em mình làm cuốc đi. Anh vô vai Zimmer mê gái nha. Hỏi cô Hồng Vân chịu không? Anh cứ xá chỉnh cho các camera đi vô nói tiếp vụ nãy đi anh. Không lẽ để cho nó gian dở vậy sao? Để em đi kiếm đào cho. Jason. Tiêu này. Chào Na Lan Phạm. Nói gì cũng lái qua gái chứ làm sao. Đóng phim kiếm gái ta chứ làm sao. Tống Kim gì khuya vậy trời.
Anh kể chuyện AFF Cup đi. Cái đó hỏi cô Vân chứ em học trò không có quyền đào bên cổ nhiều lắm. Thì cổ đóng phim, cổ bỏ tao vô vai thì mày đào, mày học trò cổ thì mày hỏi cổ đi chứ tao đâu có quen cổ đâu. Chào Đông Trần nha. Tấp 64 chạy ngược ra sao đẹp đó, đúng rồi. Ồ, ông Hoài Nam Nguyễn chưa ngủ nữa mày. Thức dữ. Có cam rồi đó anh. Nay khuya về lão đại. Đang tống kim em. Đang tống kim nha. Alo Huy, rồi chào anh. Dạ. Chào Duy mọi người. Trời, bữa nay anh phải ngồi ở chỗ công ty. Dạ. Hôm qua thì anh làm ở nhà. Anh làm nhà 2 ngày. Thứ 3, thứ 5. 2 thứ 6 đi lên sở. Dạ. À, bữa nay nói gì ta? Ừ, nói nhà thì anh thấy bên này chê bên Mỹ, bên kia chê Việt Nam. Anh thấy bên nào cũng có cái tốt mà. Bây giờ mình so sánh Mỹ với lại Việt Nam ở cái thời điểm sau chiến tranh thì đương nhiên là không so được rồi. Ai cũng thích đi Mỹ. Mình đừng có cãi. Sau chiến tranh là con người mình mà. Con người mình khi mà họ khó khăn, họ sẽ đi tìm một cái môi trường nào đó nó thoải mái để họ đi. Thành ra sau chiến tranh là ai cũng muốn đi hết. Thì nhiều khi nó giỡn là cái cột đèn nó cũng muốn đi hay gì đó, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì hoàn toàn khác rồi. Nên mình nếu mình cứ sử dụng cái tư duy của mình sau chiến tranh là nó sai. Bây giờ Việt Nam mình không có nhiều người cần đi lắm, nhưng mà người ta vẫn thích đi Mỹ em. Tại vì Mỹ nó có cái gọi là thứ nhất là cái tò mò y tế gì đó. Ok, cái y tế thì không quan trọng, nhưng mà giáo dục. Giáo dục, người ta tính muốn đi giáo dục, cái đó là thứ nhất. Thứ hai là cái cơ hội, là cái xứ sở cơ hội. Cái thứ ba là cái tò mò, đúng không? Cái tò mò, nhiều người họ có cái tò mò, họ có tiền, họ muốn phải đi sang Mỹ một chuyến cho nó biết, đúng không? Thì ba cái đó thôi, anh không còn biết cái nào khác, anh nghĩ ba cái đó. Thì cũng chả có gì sai. Với lại, ở trên thế giới, có nhiều nước đâu phải là cộng sản hay là đâu phải nước nghèo đâu, họ cũng vẫn muốn sang Mỹ ở. Thí dụ như dân ở bên Anh hay là dân ở bên Đức, nó cũng vẫn muốn sang Mỹ. Nếu mà nó muốn đi du học, nó cũng muốn đi sang Mỹ du học, nó không muốn đi sang sang Ý du học đâu. Cho nên nước Việt Nam mình cũng đâu có ngoại lệ. Cho nên nhiều người cứ ô chứ, ồ sao chửi Mỹ quá mà sao cứ muốn sang Mỹ đi du học. Cái đó nó không liên hệ em ơi. Nó không liên hệ gì hết. Cho nên mình... Ok, bây giờ xoay lại cái vấn đề nhà. Anh thấy như nãy Khoa cũng có nhắn tin anh nói chứ là bên Việt Nam cái cách tính tiền lời nó khác. Anh đương nhiên là đâu biết đâu. Anh đâu biết Việt Nam tính tiền lời như thế nào. Anh chỉ biết là bên Mỹ là nó tính tiền lời nó có cái công thức khắp nước Mỹ ai cũng xài. Cái công thức mình muốn nó biết bao nhiêu mình bỏ vô là ra. Ví dụ như thứ nhất là cái yếu tố đầu tiên là em nợ bao nhiêu. Em muốn vay bao nhiêu em bỏ cái đó vô. Cái thứ hai là cái phần trăm nó của nhà băng nó tính là bao nhiêu em bỏ đó vô. Xong em muốn trả bao lâu, 10 năm, 15 năm hay 30 năm. Sau này nghe nói tới 40 năm ngầu dữ. Nhưng mà em bỏ vô cái đó ra nó cho em biết cái tiền mỗi tháng em phải trả. Ok. Thì trong cái tiền đó em đâu quan tâm là bao nhiêu tiền lời, bao nhiêu tiền
tiền mortgage, mortgage tiếng Việt gọi là gì á, là cái tiền gì em, cái tiền mà tiếng 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 Việt gọi là gì á, tiền mortgage là cái tiền mà thật sự tiền nợ của em á, nó có cái interest, interest là tiền lời đúng không, mortgage là tiền nợ của em á, thì đương nhiên á, mấy năm đầu á, là cái tiền lời nó phải nhiều hơn tiền em trả vô cái tiền nợ của em đúng không. Tại vì bây giờ tự nhiên nó lấy 100 ngàn nó đưa em, thì trong 100 ngàn nó tính tiền lời mà nó chia ra nó tính Đúng rồi hàng anh, tháng. ở Việt Nam này cũng tính như vậy đó, không khác Thì đâu. đúng rồi, anh nghĩ không khác vậy, nó quốc tế mà làm sao khác được. Cái tiền lời càng về sau nó càng giảm đúng không, nhưng mà cái tại tiền vì cái lời lúc đầu rất nặng. tại vì cái nợ của em nó giảm xuống rồi Đúng rồi, đúng đúng không? đúng đúng cái nợ lúc đầu nó còn nhiều thì cái tiền lời nó nhiều, nhưng mà cái dư nợ về sau nó càng càng về sau nó càng giảm thì cái tiền lời nó cũng giảm theo, y chang thôi. Duy cũng biết tiếng Anh á, Duy có thể lên Google, Duy đánh cái chữ mà nó gọi là mortgage calculator, trong cái Duy nó đã hiện lên là Nghe Duy nghe anh mò nói mấy là em hiểu rồi, nhưng mà còn ở cái. còn còn cái chữ đó kêu là cái gì thì em không biết, nhưng mà nghe anh nói là em hiểu, tại vì cách tính ở Việt Nam nó cũng y như vậy thôi. Anh nghĩ vậy á, tại nãy Khoa nói anh là nó tính khác, anh cũng Tại nhiều không biết. khi tùy cách nó mượn anh, nó có nhiều cách mượn, và cái việc mình trả làm sao là mình thỏa thuận với ngân hàng, chứ đâu phải là cái chuyện mà nó bắt mình phải trả gì đâu. Anh đang nói mượn đây là mượn tiền trả tiền nhà, ok, còn mượn cái Rồi khác anh không biết, mình đang nói về nhà mà nó rồi tương đối giống vậy. Nhưng mà anh thấy cái nhiều người, ví dụ như anh Lợi Minh thì anh giống như là anh phê bình cái hệ thống của Mỹ cho mượn tiền kiểu đó này nọ, thì anh nghĩ cái đó tùy mình thôi. Nếu mình thấy cái đó là hay thì nó là hay, mình thấy cái đó nó dở là dở, nhưng mà mình đâu cần nó quất mình bữa, nó ai mất mình bữa, nó thành năm mình không thể chê được. thì đúng rồi, đúng rồi. Thì ở em thì em chỉ thấy là bên Mỹ cái lãi nó cao hơn bên Việt Nam thôi, chứ còn ngoài ra không có cái gì hết trơn. Thì cái đó cũng là cái điều Anh kiện nó tạo cơ hội cho người ta ở nhà, nhưng mà khi mà ông không có tiền thì ông vay nợ thì phải chấp nhận cái cuộc chơi nó làm phải trả lại như vậy, thế thôi. nhưng mà nhớ này, nó trước khi nó cho em vay là nó phải coi em có khả năng trả không đã Đương nhiên, đúng không? đương Đương nhiên nhiên không có nó việc phải nào coi nó là em, sao. đúng rồi, nó phải coi thứ nhất là công việc em như thế nào, hai người đi làm hay là một người đi làm này nọ, bắt đầu Đúng nó rồi, tính, nó tính ra thì nó có thể nó cho em mượn lên tới bao nhiêu đó, nhiều ít tùy theo cái khả năng của em. Ok, ví dụ em muốn mua nhà to mà em làm lương thấp quá, đâu có cho mượn, đúng rồi, thì anh không nó có khả năng chi ok trả cho nó, sao nó cho mượn được. vậy thôi. Ok, sau khi mà đồng ý hết rồi là nó cho em mượn một cái khoản tiền như thế, thì bắt đầu mua nhà thì bắt đầu mỗi tháng trả thôi. Nhưng mà nếu mà em muốn trả nhanh hơn á thì em tự do, em đâu đâu cấm, chắc bên Việt Nam giống vậy phải không? Có nghĩa là thay vì á, mỗi tháng em trả ví dụ như 2.000 đô đi, nhưng mà em có dư tiền thì em trả 5.000 đô, dễ hiểu không? Thì nếu vậy á, thì em tới nợ lấy cái 3.000 thêm em trả thẳng vô trong cái nợ của em. Ví dụ cái nợ của em hồi lúc đầu là em nợ 100 ngàn, bây giờ sau 5 năm vậy em còn có 90 ngàn này. Thì giờ em lấy 3 ngàn đó, mỗi tháng em trả thẳng vô trong cái 90 ngàn đó thì em trả hết rất là nhanh đúng không? Tùy theo Nếu khả mà nó năng của mỗi cho, người. nếu mà Nó cho, nó không tùy giàn lúc đường gì hết. khi mình ký hợp đồng vay nó cho thì ok, còn khi Thì nó không cho thì phải chịu ra từ từ, đã sớm nó đúng. phạt. Nhưng mà hầu hết đó là nó cho. Anh ít nhất là trong trường hợp anh chưa thấy bây giờ nó phạt anh đó. Cũng như cái anh nghe mình mua cái nhà thứ hai á, anh mua nhà thứ hai là lúc đó cách đây cũng 18 năm rồi, thì anh mua gần 500 ngàn, nó coi như là ba bốn trăm mấy chục ngàn đó. Cái nhà Thì của anh sao nhà nào cũng bự bự không nha anh, cãi hai cái nhà nào cũng mắc tiền ha. không, cái nhà của anh thì tính ra là nó gần 500 mét vuông, Ủa là có vậy cái bự không? bang của anh nó so với những cái bang khác thì bang của anh nó đắt hơn không, hay nó rẻ, hay nó trung bình? Cái vùng anh ở là mắc đó, Mắc mắc đó, hả? nhưng mà anh không không dám nói mắc lắm, nhưng mà Cali là mắc hơn đúng không, nhưng mà cái vùng anh ở là không có rẻ đâu, nhất là cái quận anh ở nữa, là nó chung quanh cái vùng thủ đô DC ấy, là cái vùng nó rất là mắc lắm, với lại Đúng ở rồi. cái quận mà Montgomery County mắc lắm. Ok, thì Cali nhà mắc hơn mà xấu hơn, anh nói nếu mà ai vào Cali xin lỗi anh không có ý chê, nhưng mà nó thật sự vậy, nhà Cali mắc hơn mà lại xấu hơn. Còn muốn đẹp như là nhà ở bên anh ấy, thì phải trả tới 1,5 triệu tới 2 triệu đúng không? Thì nó là vậy thôi, tại vì cái vùng Cali anh cũng chả biết tại sao nó mắc, thì chắc lẽ là cái technology ấy,
mấy công ty này kia nó phát triển rồi đó, thành ra nhà nó mắc. Thì anh đang nói gì đó, anh nói thí dụ như cái nhà anh hồi anh mua là 400 mấy chục ngàn đấy, cách đây 18 năm về trước, thì trả 30 năm, có nghĩa là giờ này anh trả cũng chưa hết nữa, đâu đó 30 năm mới có 18 năm đúng không, nhưng mà anh trả trong vòng 6 7 năm là trả hết rồi, cho nên nó đủ lấy tiền lời được của anh. Như là lợi mình lấy 3 lần nó không dám đâu, trả có 7 năm nó lấy không bao nhiêu đâu, nó lấy anh không biết, anh không nhớ lấy bao nhiêu, mà anh nghĩ nó lấy anh mấy chục ngàn cũng không có nhiều. Cho nên thì cái đó là anh nói về vấn đề mà nhà ở bên Mỹ ấy, là cái chủ quyền mình là ở bên Việt Nam ấy, thì em có một cái nhà là nhà đó phải vĩnh viễn của em đúng không, Đúng rồi. vĩnh viễn của em phải trả thuế mà thuế rất là ít. Còn bên Mỹ này không dám nói chữ là vĩnh viễn đâu, tại tiền thuế nó rất là nặng, rất nặng. Thí dụ như anh nói là cái gì anh sợ ở dưới chắc nhiều người hô là anh nọ, nhưng mà 1 năm anh trả gần 13 ngàn tiền thuế Tù nhưng năm mà mười khoan ba nha, ngàn nó tiền đúng rồi. Ví dụ như anh, nhưng mà anh chưa nói hết, 300 triệu. mười ba ngàn tiền thuế, ví dụ như anh không có khả năng trả tiền thuế thì bắt đầu từ từ mất nhà đúng không, nhưng mà để anh nói cho nó tròn cái ý anh, là 13 ngàn thuế là nó 3 căn nhà chứ không phải 1 căn nhà, tại anh có 3 căn nhà, tại nó căn nhà nào cũng phải trả tiền thuế đó, thì tổng cộng tất cả lại là 13 ngàn tiền thuế. Cho nên nó mình sống sao sống, mình có thất nghiệp hay là có công việc tốt hay gì làm sao làm, là phải có đủ cái tiền thuế để mà trả cho nó. Ok, kèm thêm một cái tiền này nó bắt buộc nó biết bên Việt Nam có là tiền bảo hiểm nhà, bên Việt Nam có không? Chả cần chừng nào anh kinh doanh nhà đó thì mới có, mà cũng tượng trưng thôi, chả đáng bao nhiêu cả. Bên bên anh rất là mắc, bên anh là bắt buộc luôn, bắt buộc luôn, coi như Ví dụ là như cháy ba. nhà là bảo hiểm đền cho anh chứ đúng không? Ừ, thì nó xây cái nhà, nhưng mà nó bảo hiểm cái nhà mình, như nhà mình giá trị khoảng 800.000 đô la đi, thì nó bảo hiểm cho em khoảng cỡ chừng, anh nói ví dụ nha, khoảng cỡ chừng 600.000. Vậy là Cái lý ngon rồi do chứ nữa. Ok, em mua bảo hiểm cái nhà của em nè, nhà em bao nhiêu tỷ bạc, bảo hiểm có 5 tỷ. không, cái lý do là nó chỉ có bảo hiểm tới khoảng 600.000 thôi, là tại vì cái đất mình nó đâu có cháy được đâu, nếu cái nhà mà nó cháy nó chỉ xây lại cái nhà, cái đất nó bình thường đúng không, cho nên nó không, cái đất nó vẫn nằm đó. Nhưng mà cái tiền mà trả bảo hiểm cho nhà là cái tiền nó bắt buộc đó, coi như là anh là 3 cái nhà là coi như 1 năm anh trả cũng, anh nghĩ cũng 2.500 đó, chứ gần 2.500 đó. Cái đó bắt buộc, có nghĩa Mắc là quá, 13 ngàn tiền thuế mắc cộng với lại gần 2.500 tiền tiền bảo hiểm nhà đúng không. Em đóng bảo hiểm ở nhà có 5 triệu, anh đóng bảo hiểm nhà 5 5 ngàn luôn hả? Không, cái nhà anh ở thì anh đóng bảo hiểm, ông anh nói là không tới 5.000 em, anh nói ba cái nhà thì là khoảng cỡ chừng gần 2.500 á, anh nghĩ khoảng gần 2.500 một năm cũng rất nhiều đúng không Duy? Nhiều sắp nhiều, quá là nhiều luôn chứ. Ở Việt Nam là chả ai Ừ. đóng bảo hiểm ở đâu. Còn nhà kinh doanh như em á thì mới đóng, mà đóng tượng trưng có 5 triệu Với lại anh nói cái này nữa là thôi. 5 có những cái triệu. nhà, có những cái nhà mình mua nó không có nằm trong cái khu dự án gì hết trơn á, thì em không có cái tiền mà gọi là HOA, giống như nãy anh Lợi Minh là anh Alan nhắc lên á, thì nó không có cái tiền HOA, thành ra em muốn sơn nhà màu gì em sơn. Tuy nhiên nếu mà em sơn cái màu mà nó bệnh quá thì county, có nghĩa là government, chính phủ nó sẽ rờ gáy em. Còn nếu mà em nằm trong cái khu nhà mà nó là cái khu dự án đó, thì cái tụi mà giống như dân phố, tổ dân phố nó sẽ rời gáy em. Em nếu mà không nằm trong khu đó thì chính phủ nó rời gáy em. Cái đó cũng đúng rồi phải không? Tại vì tự nhiên em sơn nhà màu hồng ai mà chịu được em. Đúng không? Nhìn bệnh quá là nó không thích thì nó, hay là em nuôi gà, bên Mỹ này nó không cho nuôi gà, em biết cái đó không? Em biết phải không? Gây ồn ào gì đó rồi Ờ, dơ. nó nuôi gà nó không cho đâu. Ừ. Cho nên anh hồi xưa ở Việt Nam anh thích nuôi gà lắm, bây giờ là coi như là cũng quên cái màn nuôi gà luôn. Rồi cái mình tính nói là hai cái cuối cùng mình tính nói ở Mỹ á, nếu mà ai hỏi anh cái câu này như Lưu Ly có hỏi rồi, nếu mà cái điểm ao ước của anh á, nếu
muốn Mỹ thay đổi á, thì anh muốn thay đổi cái thứ nhất là thuế. Ok, thuế ở Mỹ là nói chung là trung bình là 1/3 cái lương của mình. Yeah. Em nghe rồi vậy không? Thì cộng là thuế tiểu bang, liên bang là tiền mà Social Security, có nghĩa là tiền mà tiền bỏ vô cái quỹ này mới mốt già mình hưởng đó, thì coi như ít nhất là 1/3. Ok. Thì anh không biết người khác như thế nào, nhưng mà riêng cá nhân anh là anh đi làm bao nhiêu năm là anh trả tiền thuế là gần gần 700.000 đô la, em tin không? Tin anh, thì anh làm cho công ty thì anh có bill có chắc thì anh cộng mà từ từ ra chứ đâu, nó có thống kê cho anh luôn. Tin chứ? Gần 700.000 đô la. Nhưng mà nếu mà anh vẫn còn tiếp tục làm, có nghĩa là 21 đến khi mà chắc anh thì ta chắc anh trả tiền thuế, nếu mà ngồi cộng chơi lại chắc cũng gần 1 triệu, mà như phúng cho nhưng mà cái điều quan trọng á là tới lúc retire là anh nhắm anh được lương một tháng bao nhiêu. Thì mỗi người có một cái cách khác nhau, nhiều người họ có cái tiền hãng gì đó ai biết được, hay là nhưng mà ai cũng có tiền gọi là tiền gì, Social Security, tiền tiền an sinh xã hội không nhiều lắm thôi, chừng 2.000 trên dưới nhiều. Tức là lương tức là một tháng được lãnh chừng 2.000 hả? Nhưng mà nó cũng đánh thuế mình đó. Trong cái đó bên Mỹ em thấy nó thấp quá ta. Chứ ở Việt Nam này nó tính ra tỷ lệ nó cao hơn. Cái lương hưu là nó tới 0,75% cái khoản tiền mà đóng góp vô hàng tháng lận. Chứ ví dụ không như thì, em biết là ví dụ như em lương 10 triệu đi, mai mốt em về hưu em được 7 triệu rưỡi. Ok, anh xin lỗi anh gần cái, có thằng ngồi dưới đất cạn nó biết cái gì về anh mà nó nói anh chém gió. Okay. Bây giờ anh chém gió để làm cái gì? Anh chỉ muốn chia sẻ với Duy là mọi người thôi. Còn nó chú em mà không tin thì chú em cứ get lost, ra ngoài đi, đâu cần nghe đâu, phải không? Ok, bây giờ tập trung lại câu chuyện. Yeah. Thì nó tùy em, có nhiều người họ làm cho cái công ty ấy, thì khi mà họ về hưu, công ty họ cho họ tiền đó, cộng lại tiền an sinh xã hội nữa, cộng lại tiền họ để dành. Cái tiền để dành nó gọi là từ 401, chắc em có nghe rồi không? Anh Alan Phạm có nói cho em biết. Thì họ đủ sống. Nói chung là tùy mỗi người, có nhiều người họ chẳng có đồng nào luôn. Thì đó, ở Mỹ là anh, nếu mà anh ước thì anh ước cái chế độ mà thuế của Mỹ nó thay đổi. Thấp xuống hay nó lên nữa anh? Thấp xuống đi. Anh muốn nó thấp xuống khoảng cỡ 20% là ok. Còn ước gì nữa? Khoan để nói, khoan cái tiền thuế của Mỹ ấy, là phần lớn anh biết nó dùng cho cái gì không? Chiến tranh. Đúng rồi. Xong rồi cho an sinh xã hội. Ai biết sao em rành? Sao em rành quá vậy? Nó dùng cho bộ máy chiến tranh. Nó dùng cái tiền đó là phần lớn cho tiền cái bộ máy chiến tranh rồi. Còn cái điều ước thứ hai ở Mỹ này á, là anh muốn nó cảnh sát Mỹ ấy, nó coi trọng cái mạng sống của con người tí xíu. À. Tại vì mỗi lần mà đụng tới pháp luật thì kia nó coi mạng sống con người thấp quá. À. Thì anh ước gì cái đó nó cải cải thiện. Anh ước đúng rồi đó. Ở cái thứ ba là anh ước là cái chính sách đối ngoại của Mỹ mềm dẻo hơn, nó làm bạn nhiều hơn là gây kẻ thù. Thì nó mềm dẻo hơn. Anh không muốn dùng chứ mình dạo, nhưng mà ý em muốn nói là mình làm bạn cho thế giới nhiều hơn là mình gây kẻ thù với thế giới. Mà cái đó thì khó rồi anh ơi. Hai cái kia thì nó có thể nó chiều anh, nó cho phép chút đỉnh, còn cái việc đối ngoại của nó hơi nó khó quá, chắc nó anh ước không được đâu. Thì ước thì anh thì ước thôi mà. Ok, còn cái thứ tư này nữa là anh muốn cái bầu cử của Mỹ á, nó thay đổi tổng thống á, thay vì 4 năm á, 6 năm nó thay đổi. Cái lý do nói như vậy là tại vì 4 năm ngắn quá, mỗi lần nó lên nó chả lo làm gì hết. À. Mà nó cứ lo được 2 năm đầu nó ổn định cái ghế của nó, xong 2 năm sau là nó lo nó tìm đường để nó được tái ứng cử. Vậy thì 6 năm rồi có tái ứng cử không? 6 năm tái ứng cử, nhưng mà cái thời gian là ít nhất là 6 năm. Tại 6 năm nó dài thì nó không có lo nhiều cho cái vấn đề mà tái ứng cử. Vậy là thì nó tập trung. Thằng làm 12 năm rồi hả? Thằng nó không làm 12 năm lâu quá anh. Quá để nó tập già quá là sao nổi.
để nó tập trung vào vấn đề mà chăm sóc nước Mỹ đúng không? Đó. Còn về Việt Nam á, thì cái anh muốn anh ước gì Việt Nam thay đổi nữa không? Anh ước gì ở Việt Nam thay đổi á, là cái pháp luật đó phải làm sao bảo vệ người công an nhiều hơn. Gì nghe nói không? Nghe anh. Tại vì anh thấy cái người công an nó cái mạng sống họ bị đe dọa nhiều quá. À, cái quyền lực họ yếu quá. Súng ống mà không có, cứ bị mấy người kia nó xô đẩy em luôn. Cho nên anh ước gì á, người công an, người mà thi hành pháp luật đó, họ phải được bảo vệ hơn. Cái điều ước thứ hai của anh đó là anh muốn Việt Nam á, cái vấn đề vệ sinh công cộng đó, nó cải thiện, có nghĩa người dân có ý thức hơn, giữ vệ sinh nhiều hơn. Với lại điều thứ ba là anh muốn bên Việt Nam á, vấn đề giao thông á, người dân có ý thức hơn nữa. Với lại đường phố xây dựng thêm thì đang xây đó, đang xây mà, nhưng mà người dân phải ý thức hơn trong vấn đề giao thông, tôn thủ pháp luật đèn xanh đèn đỏ, tôn thủ luật giao thông. Điều ước thứ tư là cuối cùng là anh muốn Việt Nam xây thêm chung cư nữa. Thì như vậy á, thì tất cả người Việt Nam đều có cơ hội để mà ta có một ngôi nhà người ta sống, cho dù nó là khu chung cư nó cũng là ngôi nhà đâu sao đâu, thì ít nhất là người ta có khả năng người ta làm chủ một cái căn hộ nào đó. Chứ còn người nào cũng làm chủ một căn nhà nằm trên mặt đất thì đâu còn đất đâu mà xây, đúng không? Dạ Thành rồi. ra đó anh được quyền vậy. Ở Ai bên lên Mỹ nó thì mở chung cư nhiều đúng không? đương nhiên là nó tùy cái thành phố lớn này. Thành phố lớn này nó không có đất thì nó chung cư đúng không? Nhưng mà không đâu, Mỹ nó đất nhiều quá, nhà nhiều em, nhà nhiều hơn chung cư á. Nghĩ không Nghĩ có nhà. trời. Em có thắc mắc gì hỏi không? Anh ghi xuống mấy cái mà anh quên mất rồi. Không sao đâu anh. Thì anh quên thì anh xuống anh suy nghĩ đi cho người ta lên đam xong rồi chút anh có gì anh lên lại. Cái đó là ý kiến cá nhân của anh thôi nha, đừng có ai chửi anh nha. Ok. Thì có gì đâu, ai chửi đâu anh, trời đất ơi. Ý kiến cá nhân chửi gì? Rồi ai lên đam nữa không? Trời đất ơi, chú Bình Phương chú ngủ rồi hả? Xong rồi chú dậy hả? Nó anh Lai Minh nè. Anh đang phạm không có camera. Anh Lê Minh là cũng đành Mỹ lắm nè, anh Lê Minh là nói chuyện về Mỹ rất hay. Dạ chào Lê Minh. Chào Duy, chào chị các bạn trong diễn đàn. Cảm ơn anh cư xá Duy Tân. Nói chung thì Lê Minh cũng lên muốn đính chính lại. Vấn đề hồi nãy là Lê Minh chỉ trả lời với lại Hùng Lân. Chứ Lê Minh cũng không có chê nước Mỹ gì. Tại Hùng Lân đưa ra những cái vấn đề ở Việt Nam. Thì cái vấn đề ở Mỹ về thức ăn và đời sống. Thì hai quốc gia nó có cái sự khác biệt với nhau. Về vấn đề mượn nợ đồ cũng vậy. Cái cách mượn nợ và cái lối sống của một cái quốc gia như Mỹ nó có một cái hệ thống của nó. Anh chị các bạn thấy về vấn đề thực phẩm vậy, thực phẩm ở Mỹ thì dĩ nhiên là nó được kiểm định bởi tụi FDA, Food Administration. Cái tụi food này các bạn biết thì nó ăn uống thì nó được kiểm định, nhưng mà không, khi mà người ta bị lạm dụng thức ăn đó thì họ họ xảy ra những cái vấn đề nan đề trong xã hội. Bởi vì các bạn thấy tại sao họ ăn, họ bị lạm dụng và họ ăn họ bị ung thư và họ bị nhiễm độc thực phẩm. Bởi vì Mỹ đồ ăn của nó đông lạnh rất là nhiều, cho nên nó phải bỏ cái chất hormone, cái chất antibiotic. Mình ăn mình đủ cái tiêu chuẩn thì mình ok, mình không có sao hết. Nó kiểm định nó thì nó có cái tiêu chuẩn của nó hết. Còn Việt Nam của mình chưa, không có cái tiêu chuẩn, có nhưng mà người dân họ chưa có áp dụng. Nhưng mà khi anh ăn đồ ăn tươi, đồ ăn ấy, đồ anh ăn có thể anh ăn nhiều nhưng mà anh không có bị ngộ độc. Nói chung là tôi thấy vậy. Còn ở Mỹ anh ăn nhiều anh sẽ bị ngộ độc, bởi vì nó bỏ cái antibiotic và cái hormone trong đó quá nhiều. Nó bên sinh không phải quá nhiều, nó đủ cái lượng đó nhưng mà người ta bị lạm dụng đó. Bởi vì anh chị các bạn nhiều khi hàng chính phủ nó phải cảnh cáo người dân là ăn đồ ăn fast food ở ở những cái tiệm fast food đó, là như McDonald's hay là Burger King vân vân đó, nó bị những cái thức ăn, hay cả các bạn nhìn thấy đồ ăn như là hot dog đồ như vậy, những cái fast food nó rất là nguy hiểm. Mặc dù nó được kiểm định theo cái tiêu chuẩn của chính phủ liên bang tụi FDA đó, thì các bạn thấy khi vấn đề mà ăn uống vậy thì Việt Nam của mình đồ ăn tươi, hoặc mình không có đông lạnh nhiều, mình chưa có đông lạnh nhiều, mình ăn nó tươi, mình ăn nhiều thì nói chung là mình không có bị ảnh hưởng về vấn đề sức khỏe nặng nề giống như bên Mỹ. Thì tôi chỉ chia sẻ cái sự khác biệt vậy thôi.
Còn mượn nợ thì cũng vậy, mượn nợ thì nó tùy theo cái số lợi, tôi chỉ đưa một cái chuẩn thôi, tôi nói giống như anh trả tiền mortgage nhiều hay ít, hay là lâu hay là ngắn hạn, nó cái tiền principal là cái tiền nợ chánh đó, nó cũng tùy thôi, nó tùy, không phải là như anh trả một năm có thể là vài chục, ba năm mà anh trả vài chục ngàn là có thể là do cái nợ của anh nó lớn, cái tiền nhà của anh nó nhiều, thì anh nó lấy cái principal nó đưa theo cái tiền phần trăm của anh. Đó. Thành ra tôi chỉ đưa một cái gọi là cái basic, cái là một cái nền tảng đó thôi, cái căn bản đó thôi. Cho nên chúng ta có cái sự khác biệt thì tôi muốn đính chính với anh Cư Xá, Duy Tân, với anh chị các bạn để chúng ta thấy rằng cái sự khác biệt giữa Việt Nam và Mỹ, nó có một cái lối sống văn hóa và cái nền tảng nó khác nhau. Thì tôi chỉ đối chiếu với lại Hùng Lân để thấy rằng ở Mỹ nó cũng có những cái nan đề và nan giải của nó. Ở Việt Nam mình hiện nay về cái lối sống của người dân Việt Nam mình nó cũng vậy. Và nó phải phụ thuộc theo mọi cái văn hóa, mọi cái vùng miền nữa. Anh chị em các bạn biết về Việt Nam cũng vậy. Mình sống cũng vậy. Mình phải thích nghi, mình phải biết mình đi đến vùng miền nào. Ông bà mình có câu mà nhập gia thì tùy tục. Thì qua Mỹ về thức ăn, thực phẩm, mình nhìn thấy cái gì nó cũng sạch sẽ. Nhưng mà nó đều bảo quản bằng những cái hóa chất. Nó đông lạnh và hóa chất thì nó ăn tươi. Nhưng mà mình lạm dụng nhiều quá thì mình sẽ bị xảy ra những vấn đề mà bệnh hoạn, ung thư này nọ. Bởi vì các bạn thấy Mỹ đa số thì nó bị lạm dụng về thức ăn rất nhiều. Cho nên vấn đề mà ngộ độc thực phẩm là nó chết hơi bị ghê, hơi bị dữ, do những người ta bị lạm dụng. Thì xã hội mà, rồi vấn đề nợ nần bên Mỹ nó cũng khác theo cái lối Việt Nam nữa. Nên cái lối của người Mỹ họ sống là họ muốn mượn nợ, cái gì họ cũng muốn mượn nợ hết. Tại vì mình không thiếu nợ đó thì mình sẽ không có được cái tín dụng cao. Thì mình không có tín dụng cao, nếu mà nay mình muốn đi làm ăn hay này kia đó thì đi vay nợ, vay vốn đó, nó rất là khó. Cho nên cái lối sống của Mỹ nó tập cái người dân họ sống như vậy rồi, phải vay nợ để đặng mà anh có cái tín nhiệm và cái credit, cái gọi là cái tín nhiệm đó nó cao đó, thì mới nay anh đi làm ăn, anh muốn vay nợ vay vốn thì nó dễ dàng hơn. Người ta thấy rằng anh này anh mượn nợ nhưng mà anh trả nợ được, anh có cái sự căn bản. Thì cái cách của Mỹ nó sống như vậy. Còn Việt Nam của mình, đại đa số người dân Việt Nam mình hiện nay đó là họ sống bằng tiền mặt, họ làm bằng tiền mặt, họ lưu hành bằng tiền mặt. Với lại cái nền kinh tế của Việt Nam mình hiện nay đó, anh chị em các bạn, cái về vấn đề dân sự đó, người dân Việt Nam mình tự cung tự cầu và tự cấp nhiều hơn rất là nhiều. Còn cái kinh tế của Mỹ nó hoàn toàn khác. Nó có những cái đội ngũ, nó chuyên gia, nó nghiên cứu ngay cả mọi hình thức hết, về dân sự, về xã hội, về tài chánh, về an ninh, về mọi mặt hết. Nó đều có một cái đội ngũ rất là rõ ràng đâu ra đó. Còn Việt Nam mình, người dân của mình đi từng bước, từng bước, từng bước, từng bước. Mình phải đổi mới từ từ theo cái sự dân trí của người dân Việt Nam. Tôi nói dân trí ở đây, tôi muốn xin nhắc lại là dân trí ở đây tôi không phải nói vấn đề học vị. Dân trí ở đây là nói về những đề ý thức, về sự hiểu biết, về thượng tôn pháp luật. Thì tôi muốn nói là những đề dân trí là như vậy. Khi có cái sự dân trí, sự ý thức của người dân trong cái cộng đồng nó càng cao lên đó, thì anh chị các bạn sẽ thấy nó thay đổi rất nhiều. Nếu mà nói rằng mình ở Mỹ, cái luật pháp đó nó áp dụng vào dân Việt Nam, thì tôi nói thật mà nói, dân Việt Nam chỉ có ngồi khóc và kêu trời thôi. Tại vì mình chưa có quen được như vậy. Còn đất nước mình nói chung mỗi nền văn hóa mỗi nơi nó khác, nó có một cái thể chế và một cái lối sống văn hóa nó khác nhau. Mình về Việt Nam thì mình phải sống theo cái lối sống của người Việt Nam và mình hòa nhập với họ và mình cùng nhau để đặng mình xây dựng cho nó tốt hơn và tốt hơn. Và tôi thấy người dân Việt Nam ở trong nước ngày hôm nay cũng vậy. Các bạn đi vào khu phố Mỹ Hưng, những cái khu đô thị phát triển lớn và mạnh, các bạn sẽ thấy người ta sống rất là văn minh. Người ta sống, tôi nói anh chị các bạn biết, tôi nói thật sự là hơi quá đáng một chút thôi nha. Mấy ông mà Việt Kiều, mấy ông mà chống cộng bên Mỹ về Việt Nam vô mấy khu đó, mấy ông chỉ có đứng xa xa thôi. Tôi nói cho mấy ông biết, về dân trí, về mọi mặt, nó không có thua gì ở bên Mỹ cả. Những cái khu đó, người ta sống rất là văn minh và lịch sự. Người ta sống cái sự hiểu biết của người ta về mọi mặt đó. Tôi nói, đụng vô là trái tay đó, mà không có cửa đâu. Cho nên ở xã hội Việt Nam hiện nay nó muôn màu muôn mặt. Thì xã hội Mỹ nó cũng vậy thôi. Chưa chắc gì anh ở Mỹ là anh có thể anh ngon hơn ở Việt Nam. Chưa chắc gì anh ở Việt Nam anh có thể ngon hơn ở Mỹ. Nhưng mà tùy theo mỗi người, họ có cái điều kiện để phát triển. Tôi nói với mấy anh bây giờ, tôi nói ngay cả em Duy rồi, như cả Hùng Lân là không có cửa đâu cưng. Thôi xin trả microphone lại để gì mời người kế tiếp.
Dạ, cảm ơn Duy. Cảm ơn anh. Dạ. Rồi anh Hùng Lân chắc lên đam anh Lợi Minh ơi. Có... Rồi hello, chào Duy. Dạ, chào anh. Anh lên đam Lợi Minh không? Đam Lợi Minh tí xíu này nha. Rồi cho anh Đam Lợi Minh nha. Đam đi anh. Anh mới vô đất thì thôi à, anh chỉ nghe được cái câu á là mình sống ở đâu phải nhập gia tị tộc đó, về Việt Nam thì phải hòa hợp hòa đồng với nhân dân Việt Nam đúng không? Lợi Minh nha, anh Đam Lợi Minh thôi nha. Rồi. Đúng rồi Lợi Minh. Rồi mình về nếu mà hòa hợp với nhân dân Việt Nam đó thì nhân dân Việt Nam ai mà bị cưỡng chế đất đó, Lợi Minh phải theo biểu tình chung, không phải là biểu tình mà xuống để mình đòi cái quyền lợi của mình cũng chính đáng chứ. Lợi Minh nha. Nếu Lợi Minh mình ở đâu phải nhập gia tị tộc đó, mình phải về với nhân cùng hòa hợp với nhân dân. Thì bây giờ người dân đi xuống đường để nói lên cái tiếng nói là bị mất đất mất đai do một số bọn tham quyền. Đó, rõ ràng Hồng Lân nói người nào ra người nấy. Tham quyền, hối lộ, tham nhũng. Thì Lợi Minh cũng phải về hòa nhập với những người đó để mà kêu nói lên cái tiếng nói để mà những người quan tham trả đất lại cho người dân. Như vậy cái lời cái đó là cái đúng hay không? Đó. Nếu mà Lợi Minh nói như vậy thì phải làm đúng như vậy. Rồi Lợi Minh lên trả lời anh câu này nha. Rồi ok. Đúng không? Về với nhân dân phải làm, phải hòa hợp cùng với nhân dân. Okay, cảm ơn. Thì phải cùng xuống biểu tình với nhân dân, đòi dùm đất đai cho nhân dân. Rồi. Rồi. Rồi giờ cái anh Hùng Lân kêu là phải về với nhân dân nha. Rồi. Giờ ai ai muốn về với nhân dân thì lên đam nè. Đam chủ đề về với nhân dân rồi nha. Cho anh nói được không? Được. Anh bình thường chứ đâu. Mà anh mất camera rồi. Rồi, về với nhân dân. Anh Lợi Minh mất camera luôn rồi. Rồi, chủ đề về với nhân dân à. David Huỳnh hả? David Huỳnh là ai? David Huỳnh lên đam ai? Bây giờ là David Huỳnh lạ quá, comment đi. Bây giờ David Huỳnh là lên đam ai? Quá trời người lên luôn. Mình cư xá ok kìa. Anh cư xá. Đông quá anh ơi, khuya ít người coi mà đông người lên quá. Vui rồi anh cư xá ơi. Nhanh nhanh anh cư xá. Anh Hùng Lân vô cái nóng lên liền về với nhân dân. Rồi chào. Hello, anh. Rồi gì? Yeah, ok, cho nói anh Hùng Lân. Rồi. Nhẹ chút xíu khỏi căng thẳng chi. Không? Yeah. Thì cũng cái vụ mà lấy nhà lấy đất của dân cũng với cái vụ này mà 5-7 năm về trước anh với lại anh ruột của anh cũng có căng thẳng. Mà anh lấy đâu có gì đâu căng thẳng đâu. Tại ông căng thẳng thôi chứ anh đâu có gì căng thẳng đâu. Ông nói anh chứ có cái chính phủ nào mà chuyên môn đi lấy nhà lấy đất của dân không? Anh thì anh không biết, ghi hiểu đúng không? Anh không sống ở Việt Nam nhưng mà mình logic, ok. Có nghĩa mình dùng lý luận để mình trả lời, mình nói chứ nếu mà một cái chính phủ mà nó chuyên môn nó đi lấy nhà lấy đất của dân thì nó không tồn tại được đâu. Ừ. Đúng không gì? Đúng rồi. Nó đâu có rảnh đâu mà tối ngày nó lo đi lấy nhà đất của dân đâu. Cho nên anh Hùng Lân thì đương nhiên là đó là cái quan điểm dân quýnh thấy mẹ anh sao. Ừ, anh không tin cái đó là cái chuyện đó. Trong lịch sử đã chứng minh là họ đã lấy của người giàu chia cho người nghèo làm gì mà có cái chuyện đó. Ok thì nhưng mà cái đó là cái quan điểm của anh Hùng Lân, anh suy nghĩ vậy rồi làm sao mà mình thay đổi anh được. Dạ. Thì cái anh, nhưng mà anh không suy nghĩ vậy, anh nghĩ là cái chuyện mà lấy đất kia đó mình đã nói đi nói lại từ diễn đàn này qua diễn đàn khác, nhưng mà có lẽ mấy người này họ không nghe. Nó có những cái trường hợp là đúng là nhà nước làm không đúng, ừ, thì người ta xin lỗi, người ta đền bù, nhưng mà đại đa số là dân tham chế oan cái gì, nó tham nó bao nhiêu trường hợp mình đã nói rồi. Anh không ở Việt Nam thành ra anh dành
dành cái này cho những người trong nước nói thì hay hơn, Rồi. là nó xây nhà trồng cây chuối cây câu này kia để nó gọi thêm tiền nữa, chứ oan gì. Với lại á, anh sống ở bên này anh không quan tâm mấy thằng dân oan á, tại sao mình cần phải quan tâm, không? Ok, nói xong anh chốt xong cái đó, giờ anh nói một cái đề tài nó hoàn toàn khác, hoàn toàn khác, nhanh yếu sinh lý, để Rồi. anh chia sẻ cho những người mà trẻ đó ngồi dưới. Thì á, thí dụ như ở Mỹ á, cũng giống như Việt Nam thôi, giống như em á, là làm chủ, có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình mở ra một cái hãng hay là một cái doanh nghiệp gì đó, xong mình mướn nhiều người để mà làm chủ, đúng không? Hoặc là có nhiều người họ làm chủ nhưng mà họ không có ai hết, họ chỉ có một mình họ không có đi làm cho ai hết, họ làm cho tự họ. Thì anh nghĩ trường hợp là anh Sơn Tây á, anh là chủ, anh nghĩ vậy, anh không có nhân viên gì hết. Rồi cái trường hợp là mình đi làm cho người ta, cái bình thường đó, trên thế giới này cả tỷ người đi làm cho người khác, không có gì sai hết. Nếu như là trường hợp anh đi làm chứ anh đâu có làm chủ đâu, nhưng mà nếu mà mình đi làm đó, mà mình phấn đấu đó, mà mình có công việc tốt thì mình cũng nên đi làm, nên làm chủ, nhiều khi nó cũng nhức đầu lắm mà, không? Đúng rồi. Thì cái này là anh chia sẻ cho những người nếu mà sắp đi Mỹ hay là muốn tìm hiểu Mỹ, là theo cái kinh nghiệm cá nhân của anh là em càng làm lương càng cao thì em làm càng ít. Em nghe nó có hợp lý không? Làm lương càng cao thì làm càng ít. Mà ít có người nào mà làm phiền mình. Ví dụ như em làm 50.000 năm, 40.000 năm hay 60.000 năm, nó còn đòi em mà phải trình bày cho nó hôm nay làm xong cái gì, hay là bấm thẻ ra vô cái gì đó. Còn em làm lương càng cao, em làm càng ít mà người ta càng không có làm phiền em. Đó, anh nói vậy. Đó là kinh nghiệm cá nhân của anh. Mà cái đó là thực sự là đúng như thế. Đúng như thế. À, ít nhất là trong cái môi trường của anh. Ok. Ví dụ như em là kỹ sư đi, hay là em là làm lập trình gì đây, em làm việc thôi, em muốn đi ăn, em muốn vô giờ nào em vô, em ra giờ nào em ra, đúng 8 tiếng thì thôi, mà cũng chả ai đếm giờ cho em. Em còn đi ăn trưa thì không có nhất thiết là phải 12 giờ đi, em muốn đi lúc nào em đi, phải Đúng rồi. không? Anh trong quá khứ của anh có nhiều khi anh đi vô làm á, mà cũng chả có thằng nào nó quan tâm là mình có mặt hay không, mà không biết là xong công việc thì thôi. Ở lại Mỹ nó có nhiều cái trường hợp đó là làm mà không cần vô sở, nghĩa là em làm qua Ngồi máy nhà làm giống ngồi anh nhà vậy đúng làm không? thôi. Giống anh ngồi nhà làm mấy ngày đó. Nhưng mà hôm nay anh vô sở thì, nhưng mà cũng trong quá khứ nhiều cái thời gian mà anh làm cho nhiều hãng, anh làm ở nhà 100% luôn. Ok, mà cũng nhiều khi anh làm cho cái hãng trong quá khứ, anh làm cái hãng nó bắt anh lên sở 100%, cái ngày nào có mặt thì mấy cái hãng đó anh không kết lắm. Thì mấy hãng đó thì chừng năm là anh chậu, anh không có ngồi. Thì trong quá khứ cái này là nói riêng với anh thôi, anh không muốn nói là người khác giống anh, là anh làm ít nhất là cũng gần 30 job rồi đó em. Anh thấy đến bốn một năm là anh thay đổi công việc. Ok, tại vì lý do là anh ngồi ngồi anh chán, chán là anh tìm việc khác, hoặc là anh tìm việc khác, hoặc là nó không đường, nó không hấp dẫn này là nhảy, hay công việc không hấp dẫn thì nhảy. Anh cứ nhảy liên tục vậy đó, biết là mình có một cái khả năng gì về đó, chuyên môn đó, thì mình cũng không có Được rồi. sợ đó. Ok, Được vậy rồi. đó. Cảm ơn Ok, chào gì? Ok, chào mọi người. ông. Nay có hàng mới nè bạn ơi. Nay có hàng mới lên nói vụ biểu tình gì đây. Có hàng mới nha. David Quỳnh, chắc phải kim rồi. David Quỳnh lên không? David Quỳnh đâu rồi? David Quỳnh lên không? Rồi bây giờ ai lên nữa nè? Ngắn gọn yếu sinh lý cho vui nha. Khuya rồi, mình phải nói chuyện cho nó vui.
mới đỡ buồn ngủ. 30 chóp. Anh đang lang phạm không có camera. Rồi bác Cầm phải lên nói cho vui nha. Khuya rồi. Chuyện vui nha bác Cầm. Hết quần nó mất tiêu rồi. Ngủ trưa xiền luôn. Thôi. Yeah. Sống như bác sướng vui, vui, ngủ vui, trưa vui. Nữa. Thì tao thì thuộc về cái dạng coi như là thuộc về đại gia rồi. Tao nói cho mày nghe, hồi sáng giờ tao thấy cái gì của chuyện sao không có nói gì về chuyện nhà cửa không vậy. Rồi nhưng mà tao thì trong cái nhà cửa thì tất cả mọi người đều nói hết rồi. Đủ tất cả mọi người thì chắc là con cũng đã hiểu hết rồi. Luật nhà cửa buôn bán đất đai bên này như là con có nắm rõ hết rồi vậy. Yeah. Nghe sơ nhưng mà thôi, tao đặc biệt. Nào có dịp nhà mới tìm hiểu kỹ bác ơi. Thì đúng rồi, nhưng mà tao đặc biệt là ngoài cái đó tao không dính dáng được gì hết trơn. À, mày thấy không? Chỉ tao nói cho mày nghe nè, tao đặc biệt. Tao ở nhà. À, nhưng mà tiền nhà tao đéo trả. Rồi tiền điện cũng không trả, rồi tiền rác cũng không trả. Vợ trả hả? Cũng không trả luôn. Nó rượu má xin hài trả không à, rượu má tao phè cái nhạn ra. Đó, rảnh rỗi đi chơi tại vì rồi cái thằng quỷ tao nghe thằng đồ nó nói tao hết hồn. Từ ngày tôi qua Mỹ tới giờ ta rạp có một chốt một thôi à, đủ tới ngày thì thai luôn. Đù ông nội nhà ta làm cho 30 chốt, đù tao nghe tôi muốn bệnh luôn. Thôi, hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, phải không? Yeah. Chuyện đó chuyện không quan trọng, quan trọng làm sao mình hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình mà thôi. Đó. Còn tao có thiệt mày thâm tâm tao thì cũng không biết gì về ở xã hội Việt Nam cả, nhưng mà mày phải hiểu là à, bác ở đây thì bác còn con cháu, bác còn à, gia đình ở bên Việt Nam, phía bên vợ rất là nhiều. Yeah. Ở bên Thủ Đức tao cũng đã từng thổ lộ cho mày nghe đó. Thành ra muốn biết gì ở Việt Nam mà rượu mà gọi điện thoại hỏi nó là rành hết đó. Đứa nào cũng, đứa thì làm công chức, đứa thì làm cô giáo, đứa thì buôn bán. Nói chung là tất cả các ngành nghề trong xã hội đều có mặt hết. Tại con cháu đông mà, yeah, cả trăm đứa. Thành ra có nhiều sự việc tao ở đây. Nhưng mà thực chất là tao đã biết nhiều về Việt Nam. Tại vì thường thường là tao thường thường không thắc mắc cái gì là tao hay tao gọi tao hỏi. À, chẳng hạn như là vụ đổ tiền có không mày? Nói, có trời, làm gì có bác. À, bữa nay có biểu tình không? Biểu tình không? Nói, có gì đâu bác, trời ơi, con đang nhậu nè. Đồ, đại khái là những cái vậy. Thì tao mới nói khẳng định cái điều không phải tao ở đây mà tao không biết về Việt Nam. À, còn ở tao mới còn nghe cái vụ mà ở vụ Thủ Thiêm, tao không biết cái chuyện có dân quan hay là không có dân quan, nhưng mà nó vui lắm nè. Có cái vụ đình này kia đủ mấy giờ nó ráp bắt nhà nước phải bồi là phải mua cho nó là 1 mét vuông 1 tỷ. Đúng. Nghe nó muốn bệnh luôn. Đủ. cái đó đủ má thiệt vậy à, tao kêu tao giật bệnh luôn đủ má, thôi kệ mẹ đi chuyện của ta thằng nào chưa được tỷ. Không phải thằng mấy đứa cháu ở nhà ở bên Việt Nam tao hỏi nó có gì không, nó kêu cũng còn chút chức rắc rối là tại vì người dân ở đó người ta đòi hỏi quyền lợi. Nhưng mà thường thường cái người dân mình tôi nói mày nó có cái máu tham, tất nhiên là cái thằng sau lúc nào cũng đòi hỏi nhiều hơn trước. Đặt trường hợp thí dụ như cái nhà của con đi, cái miếng đất kế bên nhà con thí dụ nó đền 200 triệu đi, thí dụ vậy. Yeah. Phải không? Mà hồi xưa thì con mới cách đây khoảng chừng mà vài tháng nó đền cho con có 150 à, mà cái thằng kia tới 250 rồi mày đâu có chịu, mày trả lại mày đéo chịu ký. Có nghĩa là vậy, nó cứ cái càng ngày cái người dân họ càng tham tăng cái số tiền lên, đòi hỏi chính phủ phải giải quyết. Đó, cái đó là cái mặt bằng chung của Việt Nam mình bây giờ đó. Nhưng mà tao thấy trước sau thì cũng phải xong thôi. Còn tao thì tao có cái tính cách, người ta cũng ước ao, tao cũng nghe lời nó, tao cũng hòa nhập vô đoàn biểu tình để mà đòi dân quan, mà đòi đất rồi tao cũng nhập vô, tao cũng đòi thiệt. Nhưng mà tao vô trong tao kiếm mấy cái thằng nào mà nó đòi hỏi nhiều cách vô lý á, đủ tao chém chết mẹ nó. Đủ má. Tao hỏi mày dân người ta được rồi, chứ tao hỏi mày tất cả. Tao nghe nói là 1.570 mấy sổ đã đồng ý với số tiền đền bù của nhà nước. Trong khi đó chỉ còn có 73 hộ không chấp nhận. Mà đền cỡ nào nó cũng không chịu, thương lượng cỡ nào nó không chịu. Nó cứ đòi đi biểu tình không à. Mà thấy nó vô lý không? Có nghĩa là cái xác suất mà cái người thuận với người không thuận nó quá lớn. Dạ. Yeah. Thì phải là mấy người đòi hỏi rất là vô lý không? Vô lý đến mức độ coi như là không chấp nhận được. Thì cái chuyện đó phải cưỡng chế thôi, tao ủng hộ.
Còn thứ hai nữa, tôi nói cho mày nghe một cái điều này. Khi anh quy hoạch đô thị, tất nhiên con phải hiểu điều là phải làm cho cái bộ mặt đô thị đó sạch đẹp hơn. Ê, tôi nói cho mày nghe một cái điều này. Tại làm sao có những chung cư rất ư là đẹp đẽ, tại sao có những cầu vượt và tại xài sao có những con đường ở Sài Gòn mà tôi về tôi chá choáng ngợp luôn, có nghĩa là nó thay đổi hoàn toàn. Đặt trường hợp thí dụ nhà của mày ở đó mày không chịu đi để tôi giải tỏa thì làm gì có mấy con đường đó, và làm gì có mấy cái cầu đó, và làm gì có những cái chung cư đó. Anh phải đi thì mới có đất đủ người ta mới xây dựng lên chứ. Cái chuyện đó chuyện đương nhiên rồi. Bộ mặt thành phố nó thay đổi hay là đẹp hay là không đẹp là do người dân ý thức. Con đồng ý bao con cái điều đó không? Tại vì con phải đi cái đất của con người ta mới xây dựng chứ. Thì con không đi con có đòi hỏi chuyện trên trời làm sao mà bộ mặt thành phố được đẹp. Thì ở đây nó có một cái vấn đề này, có nghĩa là người dân phải thỏa thuận và nhún nhường hai bên hợp tác. Hợp tác đây có nghĩa là mỗi người có một nhường nhịn một chút xíu để cho cái thành phố được đẹp hơn. Nếu mà trên tương lai cái ở Thủ Thiêm theo tôi nghĩ là nó thuộc về đại diện cho nó một cách khác là đại diện cho nước Việt Nam thuộc dạng gì có như là Đông Nam Á đó. Quy hoạch rất là lớn, quy hoạch cái mẫu cái mô hình rất là đẹp, nó trong đó là cái giống như kiểu như là liên hợp gì gì ta ta không hiểu, nhưng mà trong đó là coi như là một cái mô hình phát triển rất ư là lớn. Giờ bỏ qua rồi xong thì tao chỉ có một lần nói thôi cái chuyện ô sao cái thằng quỷ Hùng Lân này xuống nó cứ nặng nè tao, nó cứ đè hoài, Nghèo nhà tao nó đâu có biết làm đâu tao. hoài. Mà tao đâu có biết nó hỏi cái gì đâu, đủ mới khổ tao đi là tao đi mới rước giáo tao về tôi tao có biết cái trả lời tao chưa, tao đâu có biết đâu. Mà thằng này tao nó khởi tao nhiều chán, tao không muốn trả lời bởi vì cái lời nói của nó mang một cái nó mang một cái tính cách là thù hằn, với lại nó không muốn xây dựng. Mày hiểu tôi nói không? Thí dụ như nó hỏi bây giờ anh trả lời cho tôi hoặc là chú trả lời cho Anh chơi tôi cái sân điều bụi không này có camera, anh chỉnh lại đi, không đủ có mà camera gì. hở ra cái lão này lão kia trả nói chuyện với mình người lớn mà nó ư là một cái chuyện hết dịch mà chỉ mà thế không có chấp nhận được. Có nghĩa là tao hiểu ý nó rồi, nhưng mà tao nói cho mày nghe, nó trả lời nó chưa, tao không biết trả lời tao, tại tao vô sao tao không hiểu được chuyện đó. Anh ra thằng này nhiều khi bắt nó không muốn nói chuyện, tại vì nói chuyện với một người thuộc dạng dạng của cực đoan với lại cuồng tính thì bác không có thích chuyện. Tại vì tất cả những bộ mặt về nước Mỹ này con đã mặc dù không biết hết 100% nhưng mà con đã phần nào đó con đã hiểu cái xã hội của ở đây, con có hiểu cái điều này. Không cho ai, không ai cho ai cho không mà một cứ ai bao giờ cả, rõ là rõ ràng ở xã hội là không ai cho không bất cứ ai một cái gì cả. Thế Ở rồi. nước Mỹ này, nó còn tàn bạo nữa thì bác chỉ nói về chốc anh bác đâu có hiểu câu chuyện gì đâu, Dạ rồi, cảm bác ơn vô rất nửa nhiều. chừng thì bác đây ok. Rồi anh có rất nhiều người không có camera. Anh chơi sân bùi cũng có camera đó nè. Rồi, hello, chào Duy, chào lại mọi người. Rồi rồi Bây giờ anh cái hồi nãy là cư xá gì đó phải không? rồi Thì thứ nhất nói chuyện rất là mâu thuẫn. Lúc thì nói là dân tham, lúc thì nói là đại diện chính quyền đã xin lỗi. Đã gọi là dân tham mà sao chính quyền đã xin lỗi? Mâu thuẫn quá. Nha, về học lại bài, xem lại hết đi. Dân tham thì bắt mấy gì chính quyền xin lỗi, dân tham là đem chập cổ liền cái sao là xin lỗi. Cái này rõ là ông Nguyễn Thiện Nhân là ai, có đại diện, có phải đại diện chính quyền không? Và bây giờ quốc hội người ta cũng đã đưa lên cho quốc hội, Hồng Lan có bằng chứng hết. Bây giờ là Hồng Lan biểu giờ học bài lạ thì vậy đó, hãy coi lại những cuộc họp báo của ông Nguyễn Thiện Nhân, có phải ông xin lỗi người dân, ông sẽ ráng cố gắng ông giải quyết không, và ông muốn gọi là ông đồng cảm với người dân không? Đó là chuyện thứ nhất. Cái thứ hai, và quốc hội họ đang nêu lên trên đó đó đó, âm dương Trung Quốc á, và nhiều người nêu lên lắm, tại sao tới giờ này chưa giải quyết, là chuyện thứ hai. Nói chuyện phải có logic,
Rồi còn cái về vụ ông Cầm Nguyễn, rõ ràng chính ổng là hay lên, ổng lôi đầu anh ra, ổng nói thế này thế kia mà ổng không cho anh Tam. Và ổng đã, và anh đã cho ổng, ảnh bắt anh trả lời cho ổng trước khi mà ổng sẽ đam với anh. Thì anh đã trả lời cho ổng được hai câu lận. Cái câu thứ nhất là về vấn đề phải đưa ra cái hình ảnh tội ác của Tàu Cộng nhiều hơn, xin lỗi, của bên Cộng sản nhiều hơn của bên Mỹ. Là anh đã nói lên, anh giải thích rồi. Rồi cái thứ hai, ổng la rằng hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa. Tại sao là Lân lại dùng từ hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa? Thì rõ ràng Hồng Lân cũng trả lời ổng, hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa cũng là một cái từ, search Google coi nó có nói đúng không, cũng là người kế tiếp, kế tục, cũng là hậu vệ Việt Nam, là hậu vệ thôi, chứ không phải là người chết. Ông lại cho rằng khi nào người chết đi rồi cái đó mới gọi là hậu vệ. Thì anh đã đam ổng hai câu đó rồi, thì bây giờ ổng có bản lĩnh cho anh đam ổng lại không thôi đó. Tại bây giờ từng phần đi ha, để cho mọi người cùng lên. Rồi rồi ai muốn đam Hồng Lân thì cứ mời lên nha, không có, không có tác tạo bàn phím là Hồng Lân chửi lại, đừng có nói à, không có lửa thì không có khói nha. Rồi xin mời đó. Rồi ai có ai lên đam bên Hồng Lân không? Ê, nãy thấy Phi Kim có người nữa nè, Linh Ung. Nhiều nhân vật mới quá. Ê, hai người Kim lên luôn luôn luôn, lên cùng lúc luôn ha. Ồ, hai người Kim lên luôn. Alo gì phải không? Rồi khỏe anh, khỏe anh. Nói cho anh. Cảm ơn cho anh lên. Chào cả nhà nha. Thì bây giờ anh nói cái vụ mà Thủ Thiêm đi, nãy anh có nghe ông Cầm ông nói á. À, cái vụ Thủ Thiêm á, thì nhà nước mà đền cho người dân người ta xứng đáng á, thì nó đâu có cái chuyện mà phải nói là tham lam cái này, anh cũng đồng ý cái đó. Ví dụ bây giờ người ta ở đó là mấy chục năm rồi, người ta đã sinh sống ở đó, người ta mở tiệm tùng nhà hàng hay là cái này cái kia đó, người ta sinh sống qua ngày. Mà bây giờ chính phủ vô đền người ta thì cái giá là ok, giờ tao nói tao đền bao nhiêu đó là mày phải chịu, vậy đâu có được. Ví dụ giờ chính phủ vô muốn người ta di dời chỗ khác, ok phải đền gấp đôi, là để gấp đôi là ý là nói làm sao là cái đền cái giá đó bao nhiêu, cái thành đó bao nhiêu, rồi xong rồi phải đền cái tiền mà di dời cho người ta, rồi phải đền cái tiền mà người ta, ví dụ người ta mở tiệm hay là người ta làm nhà hàng gì, người ta lấy cái tiền đó hàng 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 tháng hàng năm vô bao nhiêu, mình phải đền cái tiền đó, thấy không? Vậy nó mới là công bằng. Còn ví dụ bây giờ người ta đang ở đó, người ta buôn bán sinh sống hàng ngày, tự nhiên lên anh lấy đất người ta rồi anh cho người ta ở trong một cái khu giống như là cái khu quy hoạch gì đó, anh thấy cái đó nhiều, cái nhầm người ở trong cái đó gần 20 năm nay đó mà không còn giải quyết cho người ta nữa, rồi nói là tại cái này cái kia, rồi chính quyền đã nói đã sai sót những cái vụ đó. Ông bí thư ông Nguyễn Thiện Nhân ông lên ông ngồi đó, dân người ta lên phát biểu ầm ầm đó, đâu phải là nói là một vài người mà lòng tham. Ông Cầm ông thấy, tôi thấy ông cái lương tâm của ông á bị chó, nó đúng là bị chó tha rồi, bị chó tha mẹ rồi. Ông không, cái người không có đạo đức, ok ông muốn người ta tôn trọng người ông á là ông lên ông nói chuyện đàng hoàng, ông đừng có chửi thề cái này cái kia người ta mới tôn trọng. Ông lên ông nắm đầu ông chửi người ta cái này cái kia mà ông bắt buộc người ta, ông lớn ông muốn ông có quyền nói gì ông nói sao, đâu có được. Ai cũng trên 18 tuổi hết rồi đó, biết nhận thức ra cái nào đúng cái nào sai. Mình muốn người ta tôn trọng mình là mình tôn trọng mình trước đi, rồi đối phương mới tôn trọng tổng ông. Ông tôn trọng tôi đi, tôi sẽ tôn trọng ông, ok. Ông nói cái gì nói ra sự thật, ông đừng có giống như là ông ích kỷ cho bản thân gia đình ông, rồi ông lên rồi ông mặc kệ mấy cái người mà dân quan người ta đau khổ cỡ nào. Ví dụ giờ đóng vai trò như ông đi, ông bị mất đất mất đai mà ông bị đi quan vậy đó, ông nghĩ làm sao? Người ta có nhiều khi người ta căm thù lắm á, nhưng mà ta không có làm gì được, phải không? Mình đặt mình vô cái trường hợp đó đi, rồi mình hả nói mình sống lòng mình có vị tha một chút xíu, chứ mình đừng có nghĩ cho mình không, ok. Ông không có biết gì hết thì ông đừng có nói cái này cái kia ai dân tham này kia, ok. Cũng có tham thiệt, nhưng mà trong đó thấy ít chứ không có nhiều. Chính phủ đa số là đền cho người dân bằng cách là ở quê tôi, ở nhà tôi cũng có vậy, cũng có đền vậy, nhưng mà người ta đền không phải là nói chính phủ là người ta đền rẻ tiền hết, cũng có phần là người ta có thể là người có nhiều khi á, trung ương nó đưa xuống nó đền đúng cái giá,
nhưng mà ngay cái địa phương đó đó người ta làm, người ta không, người ta ép lại. Ok đó rồi thì, okay, 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 okay. Để cho mấy anh ở đây phân biệt ồn quá, cái lo của anh trên sân căng quá. Rồi chào chú Bình Phương yêu sinh lý. Ủa Linh Lung là comment gắt vậy? Ủa Linh Lung là vụ gì với Linh Lung? Comment vô gắt quá. Dịu dàng lại xíu Linh Lung ơi. Rồi chào chú. Alo, chào Duy. Giờ này còn thức nổi hay thiệt ta. Chú ngủ được giấc rồi đó. Chú lên chú yếu sinh lý như thế này, tính nói với anh Duy Tân, nhưng mà nó phát sinh cái việc mà bên Thủ Thiêm này thì chú có ý kiến đây, chú không có đam ông Hùng Lân nha, chú không có đam với ông đó. Chú chỉ nói với các bạn trên diễn đàn chung như thế này nè, các bạn nói hai ý kiến hai bên đều đúng cả. Hai bên đều đúng cả, nhưng mà bên nào cũng cực đoan. Mà ý kiến của cái cậu Khoa nào hồi nãy đó, có một ý kiến lúc đó là cậu là nói có một câu ngắn nhưng mà rất chính xác, tức là dân tham rồi quan tham đều có cả, rồi dân oan có luôn, mà dân tham cũng có luôn nữa. Dân tham cũng có luôn, nó tùy cái trường hợp mà các ông không có nắm cái chi tiết, mà ông nào lên rồi cũng cứ nổ rân trời hết trơn á. Chú nói cái Thủ Thiêm á, tính nói yếu sinh lý mà cái nào nói nó có đầu đuôi một chút. Tức là cái sai phạm đầu tiên của cái dân mà bây giờ mà chính phủ phải xin lỗi nhiều nhất đó, và sai lầm nhiều nhất chính là Duy biết cái 4,3 hectare đó. Biết, tức là cái đó ngoài quy hoạch. Đúng là ngoài quy hoạch. Ngoài quy hoạch thì cái đó là cái mà bây giờ là buộc cái Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mình từ ông Nguyễn Thiện Nhân cho tất cả các thứ. Xin lỗi. Đều phải xin lỗi. Phải xin lỗi. À, cái này á, cái này lớn chuyện lắm, cái này nó lớn chuyện về sau nha, cái này nó lớn chuyện về sau, cái chuyện này chuyện quan trọng đây ông làm. Cái này chú có cá với một thằng cha rồi, tức là chú thua nghĩa là hai chồng nhậu nha, như vé máy bay đi ra Hà Nội đó, chú cá là cho nó là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không đánh quỵ được cái nhóm lợi ích ở Thành phố Hồ Chí Minh, tại vì cái này nó ghê gớm lắm. Cái tiêu cực này nó ghê gớm, thành ra nếu mà ông đánh được bây giờ nói chung đầu... là chú chơi cái kèo là con hiểu chú rồi, đúng không? Trong lòng chú muốn là đánh được, nhưng mà bây giờ chú giả bộ cá kèo ngược lại á, để có gì chú ăn ủi được hai chầu nhậu với gì? Không có, chú ăn không nổi. Tại hồi xưa chú đánh giá là ông Trọng đánh không nổi, hiểu không? Tức rồi. Là ông có ý định tốt là đánh quan tham, đánh này nọ các thứ, nhưng cái ekip này nó mạnh quá, cũng như mà ông vua Khang Hy mà ông Di Hành xuống mà ông xích chết cũng vì cái top này này, thí dụ vậy thì là nếu mà ông thắng á, là chú phải bay máy bay ra tới Hà Nội đến ngay trước cửa nhà ông rồi ông phải xá ba cái đó là chú thua nha. Về là chiêu đãi tụi nó hai chầu, nhưng mà có lẽ là khả năng chú thắng nhưng mà đều không biết là lâu mau thôi. À, thì bây giờ mình nói này cái 4,3 hectare đó, cái quy hoạch của cái Thủ Thiêm là rất tốt. Nhưng mà phải nói rằng là các cái tàu của Thành phố Hồ Chí Minh làm sai từ cái thời sau khi ông chủ tịch Thanh đó. Thành ra cái kỳ rồi mà phải nó bóc phốt ra được nhiều cũng nhờ cái ông chủ tịch ngay từ đầu đó, ông bóc phốt ra. Thì cái nói cái quan tham, cái dân tham đều đúng hết. Dân tham là bây giờ các bạn trên này nói hết rồi. Ví dụ như ông Cầm này ông nói đó là ý đề đã có luôn. Rồi vấn đề ông dựng lên ngày hôm trước, ngày hôm sau tôi giải tỏa là anh đi đào, anh đắp mấy cái mộ giả đó. Đắp mộ giả rồi luôn nha. Cái dân mình nó cũng vừa, không có vừa gì đâu. Nhưng còn cái đó là tham. Thì tham là sao? Tức là khi anh đã nằm trong quy hoạch thì cái giá của quy hoạch đền bù giải tỏa gì đó đều có thương thuyết hết đó, chứ không phải là trung ương đưa xuống ăn chặn, muốn ăn chặn là ăn chặn đâu, phải đâu. Nhưng mà có điều là anh đưa ra không phù hợp thì thương thuyết đa số là người ta đồng ý. Tôi nói trong cái phía bên được quy hoạch á, quy hoạch đúng á, cái này chú đang nói nó hai phần. Cái phần mà vượt cái quy hoạch 4,3 là cái đó phải nói. À, cái đó không cần nữa, cái đó là oan khỏi nói rồi. À, cho nên mấy anh phải xin lỗi. Và hiện nay đang thỏa thuận cái biện pháp đền bù cái chỗ mà 4,3 ta đó là theo ý dân là như thế nào. Người thì đòi gì bây giờ giải quyết theo số đông, bây giờ người thì đòi gì ở lại chỗ cũ, không nói gì hết, tôi phải về ở chỗ cũ, nếu đã sai là tôi về ở chỗ cũ đó.
Còn một số thì đồng ý nhận tiền, nhưng mà nhận cái giá nào? Thì tất cả các cái đó là đang bàn với nhau giữa dân và lại là chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Đó, thì cái đó đang bàn. Mà bàn cái gì thì bàn, nhưng mà rồi cũng phải đi theo cái đa số. Đó, nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh là phải giải quyết thỏa đáng cho người ta. Bởi vì cái đó là oan cho người ta rồi, 4,3 hecta đó nha. Còn cái riêng cái chỗ mà bên nằm trong quy hoạch thì anh dân là phải đi theo cái chính sách chung. Không có được, nhưng mà cái thỏa đáng hay không thì đại đa số là thỏa đáng. Đó, nhưng mà bên cái phần đó nó lại cũng có một cái dứt rắc nữa. Đó là cũng dính tới quan thang. Đó là gì? Đó là 160 hecta mà dùng để định cư cho những người này đó. Dùng để định cư cho những người này á, thì ổng lại ép người ta qua cái hướng đó là đại khái là nhận tiền. Nhận tiền để tự đi. Đó, thì nhiều người đó là lại không chịu nữa. Đó ông hứa là thế này thế kia thế nọ, thì ổng là lại thêm có một cái phần sai cái chỗ đó nữa. Thành ra là 160 hecta đó ông lại sử dụng vào. Cho nên mấy cái ông mà tiêu cực mà chửi Việt Nam á, lấy những cái việc này ra để mà quy chụp rằng toàn bộ cái chế độ Việt Nam, chế độ cộng sản hay toàn quốc. Ở đây nó chỉ toàn Hồ Chí Minh thì nó lại rơi vào một cái điểm gì thôi. Có hết, tức là những cái hiện tượng đó chúng ta đừng có lấy, đừng có lấy một cái việc có đó rồi quy chụp thành là cả một cái thể chế đó, cả một cái đất nước đó, hay cả một cái nhà nước đó, họ như thế đó là sai rồi. Đó, sai rồi. Đó, sai rồi. Thành ra là ý tôi muốn nói là các bạn nếu là đứng ở góc độ ghét chế độ này, chửi chế độ này thì cũng có tư liệu để mà nói được chính xác. Nhưng cái đó nó có phải là đa số và nó có phải là bản chất và nó có phải là lâu dài hay không á thì lại là một chuyện khác. Nếu mà lấy ra từng việc thì Mỹ tôi các bạn muốn tôi lấy không? Đó, nó là như vậy đó. Thành ra đó là tôi nói để các bạn thấy rằng là cái việc chính phủ Việt Nam thấy rất rõ cái điều này. Và hiện nay nếu không làm như tôi nói với các bạn nhiều lần ở trên diễn đàn đó, là ông Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng biết được cái điều này. Đây là sự tồn vong của mấy ông đó. Nếu mấy ông ấy không làm được cái việc này thì đương nhiên là sẽ dẫn đến cái sụp đổ của chế độ. Bởi vì chế độ mà anh mà nó đúng như các ông nói, bản chất của chính phủ này, của đảng, của nhà nước này mà nó như thế đó thì yên tâm, trước sau gì cũng sẽ sụp. Nhưng mà nếu người ta không phải đó là bản chất và nó không phải là tuyệt đại đa số như thế thì nó sẽ không sụp. Và cái bằng chứng là đất nước Việt Nam đang đi lên và nó không sụp. Như vậy thì chứng tỏ những cái việc đó nó đều có cả, nhưng mà nó mang cái tính chất là chất hay là hiện tượng hay là bản chất của chế độ, của chính quyền này. Thế thôi. Thành ra đó là các bạn, tôi nói sợ đã nói là yếu sinh lý rồi mà nói dài. Nhưng mà các bạn tìm hiểu, cố gắng tìm hiểu cho thật kỹ cái chỗ đó. Cái Thủ Thiêm rất là phức tạp. Nếu các bạn đọc không kỹ, tìm hiểu không kỹ thì người nào nói cũng có vẻ như mình nói chính xác hết á. Nói chính xác hết, nhưng mà thật sự ra đều có cả. Mà cậu Khoa đã nói con câu mà tôi thấy hay. Đó. Còn ở đây cũng nói chơi giờ nói cái thông tin bên lề để ghi chuyện mình nói cái CPTPP đó. Dạ. Thì thật ra nó có hiệu lực ở đó gì? Ủa? Ông Nguyễn Phú Trọng mới trình ký thôi mà hiệu lực gì? Chưa, hiệu lực là gì? Hiệu lực là gì nè Duy? Hiệu lực là gì nè? Tức là trong cái các cái nước thảo luận đó, người ta có quy định với nhau là khi đã có 6 nước phê chuẩn đó thì là hiệp định đó đã được khởi động. À vậy hả? Tức là quá bán đúng không? Quá bán. Sáu nước đó thì Việt Nam hơi ọt rơ, hơi dịch vị cái này rồi. Hơi dịch vị là bởi vì Việt Nam chủ quan rằng là Việt Nam sẽ đương nhiên là phê, ông Trọng phê là Quốc hội phê đúng không? Đúng rồi. Nhưng là Việt Nam sẽ là nước quyết định cái việc này. Tức là anh là người nước thứ 6, tức là cái nước làm cho cái hiệp định này được khởi động. Nhưng mà ông chủ quan cuối cùng ông Úc, Australia ông làm trước. Nhưng mà có tin mới chú biết chưa? Thằng Anh nè với thằng Hàn Quốc nè với thằng Thái Lan nó xin vô. Ốc. Cái đó thì các nước xin vô nhiều lắm. Thì cả Trung Quốc nó còn đang tính vô nữa đó. Thì cái Trung Quốc nó chưa có tin chính thức, nhưng mà tin chính thức là có ba nước mới nó xin vô. Thái Lan với Hàn Quốc với Anh. Ừ. Thì chú rất là mừng nếu mà trường hợp như mà thông qua được càng nhiều càng tốt. Thì mình vô được những cái hiệp định như vậy thì mình thôi mình cái đây mình đã đang nói cái đề tài khác, nói cái này mình để lúc khác đi. Dạ rồi, nha. Rồi, dạ. Để nói lúc khác. Rồi dạ. Cũng định nói với anh Duy Tân luôn một cái ý mà nữa, nhưng mà thôi bây giờ mất thời gian các bạn nhiều quá cho nên mình nói Thủ Thiêm thôi. Thì các bạn nói đều chính đều đúng hết, nhưng mà đúng hiện tượng hay đúng bản chất thì đề nghị các bạn xem lại cho thật kỹ, và muốn nếu có trách nhiệm muốn đàm với nhau và muốn bình luận với nhau cho nó có cái tính xây dựng á, nhìn thẳng vào sự thật của đất nước để mà đi lên á, phê bình cũng phê bình cho đúng,
ca ngợi cũng ca ngợi cho đúng, thì chúng ta nên tìm hiểu cho thật kỹ rồi xin hết. Dạ cảm ơn chú. Đất có sổ đỏ đỏ là cam gì cho anh lên lại. Anh muốn bổ sung thêm cái vụ mà Thủ Thiêm á, là giống như bây giờ với bên Mỹ này nè, chính quyền mà muốn quy hoạch một cái khu nào ở đâu đó là người ta phải hỏi ý người dân đàng hoàng, bồi thường có thỏa đáng không. Ok, quyết định là của người dân, là dân chủ, là người dân quyết định. Ok, cái miếng đất của tôi như vậy đó, nó bây giờ chính phủ mà muốn quy hoạch là chính phủ phải hỏi ý dân, tôi đồng anh bao nhiêu đại, anh có chịu đồng ý không. Còn ở bên Việt Nam thì anh thấy không, muốn đền người ta bao nhiêu thì đền nó. Quy là ok, bây giờ cái miếng đất anh nhiêu đó, giờ trả nha, không chịu chịu thôi, vậy đâu có được, đâu phải là dân chủ nữa, cái đó là kêu bằng ấy rồi. Còn cái anh Bình Phương hồi nãy anh nói á, anh đổ thừa là tại vì cấp dưới, lý do tại sao mà sẽ xảy ra như vậy anh Bình Phương, tại do là một đảng. Thật sự nếu có hai đảng là không có chuyện đó xảy ra đâu, cái đảng kia nó sẽ quan sát anh làm sai là nó đưa ra là kỳ tới là coi như là anh đứt chỉ đó, nên anh nói nó thẳng vậy đó. Tại vì cái lý do Việt Nam một đảng một cho nên nó bị sai sót nhiều cái lắm. Có nhiều khi cấp trên người ta đưa xuống để cho cấp dưới làm, mà cấp dưới không tuân thủ, rồi xong rồi cấp dưới nó báo cáo lên đó là ok, tôi làm những gì anh yêu cầu ở trên, rồi có ai quan sát ở dưới đâu, rồi làm gì đó. Lý do là một đảng là như vậy đó anh Bình Phương, chứ không phải là ở đây không ai đổ thừa, không ai đổ thừa là tại toàn nguyên một chính phủ. Nhiều khi chính phủ cho nó làm đúng mà ở dưới nó làm sai. Tại sao như vậy? Tại vì độc tài, không có người quan sát, không có cái đảng trung lập để nó quan sát anh làm sai hay anh làm đúng. Đó, em nói cho anh Bình Phương biết như vậy. Đó, còn ví dụ mà đền bù cái này cái kia là chính quyền phải hỏi ý dân, giá cả thị trường ở đó bao nhiêu. Rồi hồi nãy nói là ví dụ mình nghe cho đó người ta sinh sống hồi nào giờ gần 30 năm đó rồi. Người ta cái cuộc sống sinh nhai của người ta, người ta buôn bán cái này kia, bây giờ anh kêu anh di dời đi chỗ lạ đi, đâu phải dễ làm ăn, khó làm ăn lắm chứ đâu phải giỡn đâu. Ngay chỗ đó người ta đã quen nước quen cái rồi, anh muốn vô mình lấy cái quy hoạch cái đó là anh phải bồi thường người ta gấp 3 với gấp 4 chứ đừng nói là gấp 2 nữa. Ok. À, xin chào các bạn, mình đóng vai trò tổng tài nhưng mà cho mình góp ý một tí xíu về cái việc đền bù, đúng không? Thực tế mình không có nói, mình không có đam, nhưng mà thực tế mình kể cho bạn nghe những câu chuyện đền bù mình đã từng có dính vào. Thì Duy có một cái nhà ở bên quận Bình Tân, nhà nhỏ xíu, nhà 6x4x15. Cái nhà nhỏ xíu đó Duy có khoảng chừng 2 mét lộ giới. Khoảng chừng 2 mét lộ giới thì bây giờ nhà nước chuẩn bị phóng lộ qua cái chỗ 2 mét lộ giới đó đó. Thì đáng lẽ là cái luật mà đã là lộ giới thì nhà nước cũng lấy đúng không? Nhưng mà bây giờ để phóng lộ trên 2 mét lộ giới đó thì họp dân lại để chốt cái giá đền bù, và người dân cũng thảo luận với nhau rất là thoải mái, nên đền bao nhiêu và như thế nào, họp lại rất là nhiều lần. Cái đó là có, cái chuyện đó là nhà của Duy. Còn một cái chỗ thứ hai á, là ở trên đường Nguyễn Duy Trinh. Trên đường Nguyễn Duy Trinh, cái chỗ mà bên quận 2 á, cái chỗ Nguyễn Thị Định quẹo vô, cái chỗ đó nó hơi nhỏ. Thì bây giờ nhà nước đang dự định phóng lộ ra cho nó bự. Thì cái lộ giới trên đường Nguyễn Duy Trinh mỗi bên cũng gần 10 mét á, cũng cỡ 10 mét á. Thì vẫn họp rất nhiều lần những cái hộ dân ở đó để chốt cái giá đền bù, đúng không? À, vẫn chưa chốt xong đâu các bạn. Duy thấy là nhà nước đòi đền 80 triệu một mét, dân nó méo chịu, nó đòi má 110 tao mới đi. Nhưng mà cái giá nhà đất ở thời điểm bây giờ trên đường Nguyễn Duy Trinh đó, là nó trên dưới từ 90 cho tới 100 triệu một mét. Nó ý mấy ông nhà nước 80, nhà dân đòi 101, thì vẫn để chốt là cái giá đó. Chứ không phải là như anh Trai Xanh nói là muốn đền nhiêu đền, chuyện đó không có. Chuyện đó là thực tế là chưa gặp muốn đền bao nhiêu đền. Rồi thêm một cái trường hợp nữa là ở trên quận 12 là chỗ cái nhà gì mới mua đó. Nó cái đường Nguyễn, cái đường Lê Văn Khương, nó cũng đang định phóng lộ. Thì vẫn đang họp để chốt cái giá đền bù, chứ cũng chưa quyết định được đền là giá bao nhiêu. Thì cái việc đền bù Việt Nam qua những cái trường hợp thực tế mà chưa thấy á, là họp thấy bà nội luôn á. Cũng có sự gọi là đàm phán giữa người dân và chính quyền.
chính quyền thì đương nhiên là đưa ra một giá nó cũng vừa phải, nó không quá cao. Còn người dân á, thì ép mà. Người dân cái lúc này là họ có giống như là họ có cái lý ở trong người là bây giờ là tôi á, tôi không chịu thăm không làm gì cho tôi. Mà xong dân nó lại có cái tật nó gom là nhiều hộ nữa. Nó gom là nhiều hộ xong rồi nó áp lực với chính quyền này là có. Thì tất nhiên cái việc giữa chính quyền và dân thì thuận vì cái cuối cùng nó phải đi tới một cái vấn đề đàm phán chung. Nên cái mức giá nó cũng không phải là nó bèo bọt đâu. Nhất là mấy cái chỗ mà nó giải phóng đường á. Nó là chuyện của Di thôi, Di không đam ai hết, Di kể nghe chơi thôi. Rồi bây giờ ai đang đam không? Còn quan điểm của Di về phóng đường thì nói chung là nhà nước đền nhiêu đền Di cũng không quan tâm nữa. Tại vì đơn giản mà khi mà nhà nước phóng đường vô cái nhà của Di á, thì nhà Di có giá, mặt tiền của Di đẹp. Di là dân làm ăn mà, nên Di chuyện đó thì cũng chả quan trọng. Giờ Duy đã nói với quỹ quyền với mấy người hàng xóm rồi. Ý cô chú làm sao ý con vậy. Cô chú cảm thấy nhiêu được, cô chú ký một cái còn ghi theo. Con chả quan tâm giá đền bù bao nhiêu. Thì có thể là do Duy làm ăn nên Duy nghĩ khác. Còn họ đó thì họ là người mà có thể là mỗi người mỗi tính. Có thể là mỗi người mỗi tính, mỗi người kèo nào được đồng nào đỡ đồng đó. Còn Duy thì chả phải là người như vậy. Cứ người ta sao mình vậy. Rồi vụ Thủ Thiêm nè, bên Kim đưa ra mấy cái đam gắt lắm nha. Chơi nữa không? Xong ai ok cho gì? Anh Hùng Lân nữa hả? À, anh là Phạm thì có camera rồi nè. Chào Duy, chào anh chị em. Ở bên Mỹ này cũng có cái trường hợp này, tại vì cái này gọi là cái luật của nước Mỹ. Cái này người ta có thể có trong chính phủ hay là cái liên bang, tiểu bang, thành phố có quyền lấy cái đất của mình để mà xây những cái gì mà người ta cần. Dạ đúng rồi. Nhiều cái trường hợp ở Mỹ này người ta đứng lên lên án cũng rất nhiều, cũng không phải là cái diện chỉ có Việt Nam thôi. Đây nè, em nhìn coi nè, những cái chuyện ở Mỹ này người ta đập nhà đó. Nhà của người ta đập nhà đó, phá vậy đó, thì cãi lại cũng đâu có được cái gì, mà chính quyền thành phố đó người ta xuống người ta lấy máy cày để người ta đập phá, không cần biết cái đền bù là cái chuyện mà ra tòa rồi cái giá cả nó tính sao, không cần biết. Đập trước đó là cái quyền lợi của thành phố, quyền lợi của nước Mỹ là trên hết, quyền lợi của thành phố, quyền lợi của liên bang, tiểu bang, chứ không phải là quyền lợi của một người dân, phải nên nhớ vậy. Cho nên nhiều người lợi dụng những cái trường hợp này mà đòi để làm giàu là không có được. Đây là cái chuyện không có lý. Những chuyện như mà anh vừa nói thì Jason có quyền không tin. Nhưng mà cái đó là cái, nếu mà trường hợp nào của người nào thì người đó biết, trường hợp của anh thì anh biết. Ví dụ như cái áo này anh nói là anh cái áo này màu đỏ thì anh nói màu đỏ thôi, phải không? Có người ta nói cái nào này màu xanh người ta không tin thì quyền của người ta thôi. Nhưng mà cái gì thì anh nói là mình đi ở Mỹ này, mình đi trước, mình phải nên nói những cái chuyện gì có thật, thì những người sau này giống như em qua Mỹ này sinh sống thì biết được những cái chuyện sự thật đó. Biết được những cái hố mình tránh đi, phải không? Mình phải giúp đỡ những người ở Việt Nam mà có cơ hội người ta qua đây người ta sống, biết được sự thật thì rất là hay. Tại vì ở Mỹ này anh cũng quen là cái tật là khi mà anh chạy với lại lính của Mỹ hay là cảnh sát á, tập thể dục á, thì người chạy phía trước mình thấy cái hộp nào mình hố là mình phải la lên cái này cái hộp cái cục đá cho người phía sau người ta khỏi dấp té, người ta khỏi cái bị đau đâu.
cái đó là cái bổn phận của người đi trước, chứ không phải là mình nói ra để mình muốn phá nước Mỹ hay là phá Việt Nam, không 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 đúng. Anh cũng rất đồng ý với lại anh Cứ Xá Duy Tân, những nước Việt Nam cần phải thay đổi. Bây giờ cái thay đổi đó rất dễ dàng, tại vì mọi người nên học năm điều Bác Hồ dạy đi, từ lớn đến nhỏ, thì cái đó là rất là tốt thôi. Nên cái điều thứ năm là cũng rất là quý, là khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Hãy nên khiêm tốn, thật thà đi, cái đó là rất là quý trọng. Thì những cái điều bài học đó, nó sẵn sàng từ nhỏ đến lớn rồi. Con nít người ta đã học rồi, cho nên người lớn cũng nên học những cái đó đi. Còn nước Mỹ thì thuế nó cao quá, đúng rồi anh kia, cái thuế nó cao. Ai mà muốn qua bên Mỹ mà muốn làm giàu á thì nên làm tư nhân. Tại vì cái tư nhân á mình có thể mình giàu được, nhưng mà cái chắc chắn là của nước Mỹ là mình có cái safety net, tức là mình giỏi, mình thất bại đến đường cùng cùng rồi á thì mình cũng có tiền quen phải ăn. Đó là cho nên mình cứ làm đi, thất bại cả trăm cái 10 lần rồi cũng thành công. Nhưng mà mình có cơ hội mình sẽ thành làm giàu được. Còn nếu mà mình không có bỏ ra, không có liều lĩnh như vậy á thì mình sẽ luôn luôn là người nghèo. Chứ mà nghèo ở đây á thì có nghĩa là mình có tiền welfare, mình ăn đủ sống rồi. Rồi. Nhưng khi già mình cũng đo rồi. Bây giờ thì anh muốn chia sẻ với anh chị em thì cái này mình liên lạc với nhau, mình học hỏi với nhau cũng rất là hay. Chứ nếu mà chống đối với nhau mà chửi nhà là không tốt đâu. Dạ rồi. Ok, cảm ơn gì. Dạ rồi, ok, cảm ơn anh. Cũng cảm ơn mọi người theo dõi diễn đàn nha. Khuya rồi, xin phép đi ngủ, mai tiếp nha mọi người ơi.